Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay thường xuất hiện trong các ảnh báo chí với chủ đề về hàng không thời gian gần đây. Đó là một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines với cả hai động cơ đã tháo ra khỏi thân máy bay. Sở dĩ chiếc này hay xuất hiện trên ảnh báo chí là vì nó được xếp đứng đầu trong dãy máy bay đang đậu tại đường lăn S1 sân bay Nội Bài. Với kích thước lớn hơn hẳn, nó sẽ thu hút sự chú ý của các phóng viên và bản thân nó cũng che khuất các chiếc máy bay đậu đằng sau. Hơn nữa, với hiện trạng hai động cơ tháo khỏi thân máy bay có thể giúp nhấn mạnh ảnh hưởng ghê gớm của dịch Covid-19 lên ngành hàng không. Đây là lúc chiếc A350 này của Vietnam Airlines được tháo các bạt tre ở bánh máy bay và được kéo khỏi vị trí đỗ ở đường lăn S1. Rất có thể chiếc này chỉ được kéo sang một vị trí khác để giải phóng lối đi cho các chiếc máy bay đậu đằng sau. Ở góc này chúng ta có thể nhìn rõ hai mấu treo động cơ dưới cánh chiếc A350. Hai mấu này cũng đã được che chắn kỹ càng để bảo vệ. Các mấu này không những chịu được trọng lượng của động cơ Chen XWB lên tới 7,3 tấn trọng lượng khô, mà nó còn phải chịu được lực đẩy tối đa của mỗi động cơ tương đương 37,5 tấn. Có vẻ đúng là chiếc này được kéo ra để giải phóng đường đi cho máy bay khác, bởi phía sau nó có một chiếc máy bay cũng đang được kéo, và đó cũng là máy bay của Vietnam Airlines. Mình cũng không rõ vì sao chiếc này bị tháo hai động cơ, vì rõ ràng việc bảo quản máy bay ở trên sân không cần thiết phải tháo động cơ, chỉ cần che chắn kỹ các khoảng hở của động cơ là được. Theo như mình đoán thì có thể Vietnam Airlines tận dụng thời gian nghỉ dịch để gửi các động cơ này về hãng Airbus để kiểm tra, bảo dưỡng hay sửa chữa gì đó. Và việc mang cả chiếc máy bay này sang Pháp sẽ tốn kém hơn là việc tháo động cơ và gửi chúng trong các khoang hàng của máy bay vận tải chuyên dụng. Như chiếc máy bay chở hàng Boeing 777F có thể chở tới 3 động cơ Chen XWB trong thân máy bay. Chiếc A350 này có số đăng bạ là VNA892. Đây là chiếc A350 thứ 7 của Vietnam Airlines. Và đây là hình ảnh chiếc A350 mang số đăng bạ VNA892 mình ghi được mấy tháng trước khi nó còn được tung cánh tự do trên bầu trời.
Đây là lúc chiếc A350 VNA892 đang được đẩy lùi để chuẩn bị khởi hành ở sân bay Nội Bài. Ở góc này chúng ta có thể nhìn rõ các động cơ Chen XKB của nó. Các động cơ này có đường kính quạt, tức là đường kính phía trong lên tới 3 mét, và địa cánh quạt của nó có 22 lá. Chiếc này về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2017, tức là tuổi đời của nó mới khoảng 4,6 năm, còn rất mới. Đây là lúc chiếc VNA892 chạy đà cất cánh ở đường băng 14R sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.